Vâng, chào Nam Thanh nhé, mình là Thành. Amazing. Không biết là cuối tuần anh em có dự định chơi bời gái gú kiểu gì không nhỉ? Mình thì cũng chỉ chơi bời lành mạnh thôi, ở nhà chơi game gủng thôi. Clip này thì mình cũng sẽ nghịch nghịch thử làm trò nghịch nghịch cái này khá là thú vị. Đây, nó cho anh em sẽ biết. Đây, nay mình sẽ thử mua hàng trên device shop cho bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách để mua game bản quyền. Đấy, thì thực ra là mình đã mua rồi, mua một lần rồi. Mình đã hiến máu cho shop này một lần rồi. Mình mua cái game CSGO này. Các bạn thấy không? Đây, Counter Strike Global Offensive. Ok. Đấy, chắc là nhiều bạn biết rồi, CSGO rất nổi tiếng rồi. Hôm nay thì mình sẽ thử hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn các bạn, không phải thử luôn, sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể mua được hàng trên cái shop này như thế nào. Mình sẽ hướng dẫn bằng thẻ thoại thôi. Lưu ý nhá, các bạn mua cái game mà nhỏ tiền ấy thì các bạn có thể dùng thẻ thoại thì ok, nhưng mà game đắt tiền như game này, đâu rồi, đắt tiền như game nào nhỉ, đâu rồi? Mình sẽ kéo xuống rất nhiều game đắt tiền đây, như kiểu là khoảng mấy trăm nghìn ấy thì anh em nên chuyển thẻ ngân hàng nhá, hoặc là dùng cách khác thì đừng giờ dùng thẻ điện thoại, thốn lắm. Bởi vì khi nạp thẻ điện thoại vào các bạn sẽ mất khoảng 20%, tức là bạn nạp 50.000 thì bạn sẽ được 40.000 thôi. Đấy, thế là mới củ chuối lại mình thì cái gì cũng có giá của nó thôi các bạn ạ. Nạp thẻ điện thoại thì nó tiện lợi không, nhưng mà nó lại phải mất nhiều. Đây này, quả game Overwatch này, các bạn 680 mà các bạn nạp tiền điện thoại cũng thốn. Hay là Blight Uncanal Battleground. Ủa game này tôi rất thích chơi mà tôi chưa đủ lúa để mua nè. Đấy, anh em anh nào có tâm thì hỗ trợ cho đồ vội thôi. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ làm gì nhỉ? Sẽ phải đăng ký một cái app tài khoản ở trên cái shop này, rất là dễ thôi. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn đăng ký nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có mục tên, các bạn nhập tên của các bạn vào. Rồi, tên này, họ và chữ lót. Họ chữ lót là ví dụ mình bạn tên là Nguyễn Văn A thì tên của bạn A, đây họ chữ lót thì là Nguyễn Văn. Đấy, các bạn nhập Nguyễn Văn vào. Địa chỉ email thì chắc là nhiều bạn phải có rồi, cái này a@gmail.com gì đấy .com. Rồi, điện thoại các bạn nhập điện thoại của bạn vào cho nó chắc. 00016969969 hay gì đấy thì các bạn. Mật khẩu để bạn đăng nhập cái web này như thế nào, mật khẩu bạn đặt là gì cũng được, nói chung là đặt cho dễ nhớ thôi, mọi quên đấy. Nhập lại đúng cái mật khẩu như trên này nhá, anh em nhớ nhá, chuẩn nhập cho đúng vào. Rồi các bạn click vào đây, vào am not robot, và các bạn sẽ tích vào cái chính sách bảo mật này và tiếp có mẹ tục luôn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái công việc gọi là đơn giản rồi, đó là đăng ký rất đơn giản rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail và mật khẩu các bạn vừa tạo nhá. Đấy, các bạn đăng nhập luôn ở cái một chữ đăng nhập, các bạn đăng nhập luôn đây này. Rồi, mình tên là Thành Lã Tiến nhá. Và số dư mình đang là 0. Úi dồi ôi, nghèo quá. Ông nào có lòng hảo tâm cho tôi xin vài lít nào. Rồi, vui vậy thôi. Đâu rồi nhỉ? Bây giờ để tiến hành mình sẽ vào trang chủ để. Mình sẽ hiến máu ở trên gọi là nạp tiền. Đấy. Thì có hình thức nạp tiền này, đó là thẻ thoại này, thanh toán trực tuyến an toàn bảo kim, Visa này, các bạn có thể dùng thẻ Visa này, thẻ ngân hàng của MBank này, đầy đủ các loại đấy, ACB, quần què gì đấy, Vietcombank, Mastercard gì đấy, Mastercard. Ok. Nói chung là các bạn có thẻ ngân hàng an toàn qua bảo kim là cái gì mình không biết nhỉ. Đây, chuyển khoản ngân hàng online payment with VTC Pay là cái gì không rõ, nạp tiền bằng mã coupon là cái gì cũng không chịu, chuyển khoản ngân hàng,
cái này ông nào có thể ngân hàng thì có ông chuyển khoản trực tiếp cho người ta, các bạn có thể đấy, các bạn chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản người ta. Các bạn click ở đây nó sẽ có hướng dẫn chi tiết thôi, yên tâm. Rồi bây giờ mình sẽ thanh toán bằng thẻ điện thoại. Ôi dồi ôi, đây là một hình thức rất là dễ dàng nhưng mà nó lại là thốn, tại vì nó sẽ mất phí 20% là mình sẽ chọn thẻ Viettel. Ok, nhập mã. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mã Viettel đây, anh em nạp đi nhanh. Thực ra đây là thẻ mà các bạn hỗ trợ mình thôi, mình cái game quài giúp đỡ người ta thì người ta cũng hỗ trợ lại mình. Nói chung là mình cũng không quan trọng cái này lắm, ai hỗ trợ thì hỗ trợ thôi, còn mình thì giúp được thì mình sẽ giúp. Rồi ai có điều kiện thì có thể hỗ trợ lại cũng tốt, cũng ok, không sao. Rồi mình sẽ nhập cái mã thẻ vào đây này, mã thẻ đúng không, quên rồi, nhập mã series MC. Mã thẻ các bạn để liền nhá, không để cách này đâu. Mã series, nhớ phải đủ mã thẻ và series nhiều ông ấy. Rồi giờ mình sẽ nạp. Ok, liệu nạp thẻ. Rồi đợi được xử lý một chút, không biết ông kia ông đưa cho mình cái thẻ ngon không. Oh fuck, thẻ không tồn tại hoặc đã được sử dụng. Vỗ tay. Ok, sorry, có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Hóa ra là nhầm mã. Ôi dồi ôi. Thế lại. Ok, bây giờ mình sẽ lại yêu lại từ đầu nào. Chết. Rồi, series. Rồi, man. Mã. Này không được nữa, tôi lại thử tiếp đấy. Rồi, bây giờ tiến hành nạp thẻ. Động phộng, cái dấu hiệu này. What the fuck? Ok, như vậy là mình đã thành công rồi. À, như vậy là vừa đấy là một chút lộn xào, nhầm mã thôi, nhầm thẻ. Bây giờ là ok rồi, đã ok rồi. À, như vậy mình sẽ có 40.000 trong tài khoản. Bây giờ có 40.000, chúng ta đi cùng đi chợ ra. Đi chợ 40.000 thì các bạn có thể mua được khoảng một cân thịt, vài bì đậu về sốt. Nhưng mà đây không, mình sẽ đi chợ trên device shop. Đó, bây giờ mình sẽ tìm cái game nào. Game gì đây? Orange juice à? Không, trái cây, nước trái cây cam à? No. Ôi, tiền ít mà nhìn thấy nhiều con hàng ngon thế. Ở con này hàng này có 20.000 này. Game gì đây? Ôi, nhìn game này. Này, đã không muốn chơi rồi. What the fuck, cái gì đây? Random Cost Steam. Ok, mình sẽ thử vào cái này xem nó là cái gì nào. Cost game thì gọi là hoàn toàn có nhiên chính. Bạn không biết là game gì cũng có thể. Ôi. Ok, mình sẽ chơi cái này. Cái này cũng không khác gì game cả. Nó sẽ là Random Cost Steam. Và tức là bạn sẽ có một cái mã code và bạn nhập vào thì không biết là game gì cả, biết đâu mình lại trúng được GTA 5 thì sao. Ok. Bây giờ mình sẽ thêm nó vào giỏ nhá, mình sẽ mua một cái trước, thêm vào giỏ, không khác gì mua game rồi các bạn ạ. Mua game cũng tương tự rồi, thêm vào giỏ. Bây giờ thanh toán, đến phần thanh toán nhá. Đây rồi, các bạn sẽ nhấn vào đây để thanh toán này. Ok man, đủ thanh toán, vui lòng click vào nút thanh toán. Ok, thanh toán bằng số dư. Như vậy bây giờ có số dư trong tài khoản là 40.000, mình sẽ sử dụng thanh toán bằng số dư tài khoản. What the fuck, đang load, đang xử lý. Yeah, đơn hàng bạn đã được xử lý. Bạn có thể vào xem lịch sử. Đây, bạn có thể vào xem lịch sử giao dịch.
Các bạn thấy không? 26 tháng 5, complete 26 tháng 5 là chính là set go ấy. Còn 30 tháng 6 đây rồi. Nó chính là con 10.000, cái con costing 10.000 của mình. Như vậy là lịch sử giao dịch đã ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái Gmail của chúng ta. Gmail chúng ta để chúng ta có thể xem là đã có hàng đến chưa. Gmail nào, truy cập Gmail nhé. Cái tài khoản mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào đăng ký với shop thì bạn sẽ vào đúng cái Gmail cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Gmail. Device shop đơn hàng mới. Đây rồi, có đơn hàng mới cho mình rồi. Device shop. Random scheme code hình thức thanh toán. Hàng đã xử lý ngay sau khi bạn nhận xác nhận thanh toán để xem đơn hàng. Rồi. Hoặc như vậy là đã có key game ở đây rồi. Mà không biết vừa lại có không nhỉ, mình không để ý, tự dưng mình cứ vào thói quen của mình là hay vào Gmail kiểm tra. Sau đó click. Rồi bây giờ lại có key game đúng không? Bây giờ các bạn mua hàng đâu thì các bạn phải mình đã mua hàng trên Steam đúng không? Mua hàng ở trên Steam thì bạn vào cái Steam của các bạn thôi. Đây, Steam của mình đây. Đấy. Bây giờ vào Steam nhá. Hầu như là trên này là Steam này, có một vài của Origin hoặc là Uplay. Thì Origin thì các bạn phải cài Origin đây, Origin đây. Ý, Uplay thì mình chưa cài đây rồi. Nói chung là bạn mua của bên nào thì nó sẽ hướng dẫn cho bạn nhập key của bên ấy thôi. Mình mua hàng bên Steam thì nhập key bên Steam. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập con hàng này xem là game gì nha các bạn nha. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Bây giờ mình sẽ what the fuck, quên mẹ cách để mình nhập luôn rồi. Game. À đây rồi, Active Plug on Steam. Rồi, bây giờ mình sẽ next. Ok. Nhập nhá, nhập cái mã này nhá. Đây, copy paste luôn, nhanh. Game gì đây, game gì đây các bạn ơi. Đừng có ra game gài lở nhá, game chơi được một chút. Active Play with Steam. What the fuck, game gì đây? Mad Industry à? Holy shit, game còn chưa nghe tên bao giờ. Oh, finish. Ok, ok, bây giờ mình sẽ vào cái live free của mình. Đây, wow. Mad Industry. What the fuck game? Fuck. Không biết là game gì luôn. Như vậy là mình đã thành công trong việc mua hàng trên Steam, trên device shop rồi. Cụ thể là mình sẽ nhập key vào Steam. Đấy, rất đơn giản thôi, các bạn có thể làm theo. Đối với game thì cũng thế thôi, làm tương tự thôi các bạn ạ. Với game thì nó sẽ gửi cho mình một cái mã mà mình chỉ việc vào mình active giống như vậy thôi. Rồi, như vậy là không may mắn cho lắm khi mà mình đã ra một cái game mà mình Mark Industry thốn. Không biết là game gì. Rồi. Tiền ít thì đành chịu vậy thôi. Rồi, cái hướng dẫn của mình đến đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào có thắc mắc thì comment phía dưới video giúp mình nha. Bye bye.